Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 167, sau khi ngồi trên bồ đoàn một đoạn thời gian, Thạch Hạo rốt cuộc cũng hiểu được đại đạo trên cái bồ đoàn kia và tìm được đường ra. Rất nhanh, nghe theo lời Thạch Hạo, mọi người cũng liền bám sát phía sau anh ấy. Không lâu sau, thân ảnh bốn người Thạch Hạo đã đi bên trong hang động. Ở bên trong đó, sớm đã xuất hiện vài người đang ngồi trên những cánh hoa sen để ngộ đạo. Thế nhưng thật bất ngờ, sau khi mọi người vừa đi vào thì nơi đây lại xuất hiện một luồng áp lực kinh khủng bất ngờ ập xuống đầu mọi người. Chậm rãi bước từng bước, phải rất cố gắng, ba người Lộ Dịch cùng Lạc Đạo và Lam Nhất Trần mới có thể đi theo Thạch Hạo đến cuối con đường. Sau một hồi, bốn người rốt cuộc cũng dừng lại. Sau lưng họ, bất chợt xuất hiện những luồng xoáy tỏa ra hào quang vàng chói. Nhìn thấy điều kỳ lạ xuất hiện, Thạch Hạo suy nghĩ một hồi. Dường như anh ấy cảm giác được hai người huynh đệ của mình đang gặp chuyện. Cùng lúc đó, ở tại nơi khác, Tần Hạo ở trên bậc thang cũng đang gặp phải rắc rối khá lớn. Dường như muốn hái được thần dược, ai cũng đều phải trả giá đắt. Còn Thạch Nghị, anh ấy bị hư ảnh đám hung thú tấn công. Hiện tại, rốt cuộc tình hình như thế nào vẫn chưa rõ, hiển nhiên cũng là thập phần nguy hiểm. Trở lại với Thạch Hạo, sau một hồi suy nghĩ, anh ấy liền phóng người về phía một đóa sen ở phía xa kia và ngồi trên đó. Bất ngờ, Thạch Hạo ngồi lên thì cảm thấy áp lực đã giảm đi rất nhiều. Bởi vậy, nhanh chóng nhảy lên bờ, thanh âm vang lên nói: "Các ngươi nhanh tới đạo đài, bên trên áp lực rất nhỏ." Nghe vậy, đám người Lạc Đạo và Lam Nhất Trần cùng Lộ Dịch mừng rỡ. Ngay lập tức, làm theo lời Thạch Hạo, ba người liền phóng người lên rồi chọn lấy một đóa sen và ngồi xuống vị trí trung tâm. Tiếp theo, lấy ra máu huyết trên tay, mọi người liền nhỏ nó xuống cánh hoa sen và bắt đầu cảm ngộ ý nghĩa đại đạo. Ở bên trên, Thạch Hạo quan sát những đóa trên cao kia thì anh ấy cũng có chút tò mò. Thế nhưng, anh ấy vẫn chưa vội. Đảo mắt một lượt, Thạch Hạo bỗng nhìn thấy một chiếc bàn đá ở bên trên có một thứ gì đó đang tỏa ra ánh sáng vàng trông vô cùng cổ xưa. Thế vậy, Thạch Hạo liền gọi mọi người. Sau đó, cánh tay anh ấy liền chỉ cho mọi người thấy chiếc bàn đá cùng đồ vật kia. Nhìn thấy nó, Lạc Đạo bất ngờ, dường như hắn ta nhận ra vật đó. Còn Thạch Hạo, sau một hồi lắng nghe, thân thể anh ấy chợt động. Ngay sau đó, anh ấy liền di chuyển sau đó bước sâu vào bên trong hang động và tiến về phía cái cửa động màu đen kịt ở phía trước. Nhất thời ở phía dưới, mọi người nhìn thấy Thạch Hạo như vậy cũng bất ngờ. Lúc này, tất cả đều tập trung vào cơ thể Thạch Hạo. Còn nam nhân kia, thoáng chốc, anh ấy đã vượt qua áp lực và đi được đến cửa động. Rất nhanh, anh ấy đã liền mở ra cánh cửa đá kia và tiến vào bên trong. Thế nhưng vừa vào, Thạch Hạo đã nhìn thấy bên trong cánh cửa kia xuất hiện một mỹ nhân có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Không những thế, từng đường cong mềm mại cùng cặp sừng của nàng như khiến người khác bị hút hồn bởi vẻ bề ngoài ấy. Tuy nhiên, đang trong lúc Thạch Hạo quan sát thì bất chợt ở dưới mặt đất lại xuất hiện một con ốc sên tỏa ra ánh sáng lan tỏa khắp nơi này. Thế vậy, Đả Thần Thạch liền xuất hiện, sau đó lắp bắp nói đây chính là ốc biển thiên văn, chỉ cần thổi một tiếng đã đủ khiến cho thiên thần nổ tung. Cảm giác được đồ tốt, thân hình Thạch Hạo cũng liền phóng đi. Thế nhưng khi anh ấy vừa động thân thì cánh tay của Long Nữ đã khẽ động. Ngay sau đó, công kích trên tay nàng cũng liền phóng thẳng về phía Thạch Hạo, khiến anh ấy cùng Đả Thần Thạch phải liên tục tránh né. Giữa không trung, thân thể Thạch Hạo liên tục xoay vòng, công kích của Long Nữ vì vậy cũng hoàn toàn bị chật nhịp. Sau một hồi, Long Nữ quyết định đuổi theo Thạch Hạo. Thế nhưng, khi hai người chuẩn bị giao chiến thì đột nhiên động phủ phát sinh dị động. Nhất thời, áp lực cũng liền ập xuống người Thạch Hạo cùng Long Nữ, từng tia điện cũng không ngừng bạo phát, ép hai người ở bên trong. Thế vậy, Long Nữ mở miệng, thanh âm vang lên nói, chúng ta liên thủ. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng liền gật đầu đồng ý. Sau đó, phù văn vàng rực cũng liền sáng lên, động thiên xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu. Theo bàn tay Thạch Hạo vận chuyển, một luồng ánh sáng nhất thời tỏa ra, sau đó đánh thẳng về phía trước, hòng phá đi cánh cửa động kia và trở ra ngoài. Nhất thời, khi công kích đánh vào, cánh cửa động cũng liền bị phá vỡ, Thạch Hạo cùng Long Nữ liền chạy ra bên ngoài. Vừa chạy, Long Nữ thanh âm vừa vang lên quát, đây là một sát cục. Nghe vậy, Thạch Hạo gật đầu, nhìn mọi người ở bên ngoài, anh ấy thanh âm vang lên nói, hiện giờ không thể nhiều lời, chỉ có thể chạy khỏi nơi này mà thôi. Nghe thấy Thạch Hạo nói vậy, mọi người đang ngồi tại chỗ cũng liền phóng người đi. Sau đó, bàn tay Thạch Hạo khẽ động, chiếc đỉnh màu vàng liền sáng lên, thu mọi người vào bên trong rồi mới bỏ chạy. Không lâu sau, Thạch Hạo đã chạy tới một nơi khác, chớp mắt anh ấy chợt xuất hiện núi rừng cùng một cái hồ nước. Tới đây, Thạch Hạo nghi hoặc, bên trong bụng giao long lại xuất hiện cảnh vật như thế, hiển nhiên là có điều gì đó mờ ám ở đây. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, Tần Hạo lúc này đã bị trọng thương, chẳng những không hái được thần dược, anh ấy còn gặp phải nguy hiểm. Gần đó, Thạch Nghị cũng đang bị thương, hiển nhiên sắc cục khởi động khiến ba huynh đệ gặp phải rắc rối không nhỏ. Đến đây thì hết tập 168 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.